Xin chào mọi người, hôm nay đã đến với kênh của Lê Tiền Miền Tây nha. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cách làm món bánh lá mứt và bánh tuốt của người miền Tây mình nha mọi người nha. Thì nguyên liệu để mình làm cho món này gồm có 300 g dừa khô mình đã nạo xong rồi đây. Và ở đây mình có 300 g, 400 g bột gạo ha. 100 g bột nếp. 50 g bột năng. Và 100 g đường phèn, và đây là lá dừa, cộng lá dừa tươi đó mọi người. Thì cộng lá dừa tươi thì mình cắt ra làm ba ha, đó mình cắt làm ba cho nó ngắn ngắn vậy đó cả nhà. Và đây đây cả nhà biết đây là gì không? Đây là lá mơ đó, đây là loại lá mơ mà lá màu xanh nhỏ, cái lá màu xanh nhỏ nha mọi người. Thì cái lá mơ màu xanh nhỏ thì nó sẽ cho mình cái màu đậm đậm hơn và đẹp hơn cái lá mơ màu tím nha. Ở đây mình có 100 g lá mơ nè. Đó, lá dừa và lá mít mình đã rửa rất là sạch luôn. Lá dừa thì mình cũng phải rửa hai bề nha mọi người nha. Thấy nó ở trên cây chứ nó cũng dơ lắm đó mọi người. Mình phải rửa sạch hai bề và mình để cho khô ráo luôn rồi nè mọi người. Và lá mít cũng vậy ha. Lá mít mình cũng rửa từ lá luôn. Mình cũng rửa thật sạch hai bề luôn và mình cũng phải rửa từ lá luôn nha mọi người nha. Bây giờ mình sẽ cắt lá mơ ha. Mình cắt cho nó hơi nhỏ lại một chút đó mọi người, để mình xay cho nó mau nha. Bây giờ lá mơ mình xay xong mình sẽ lược ra nha cả nhà nha. Pha bột nha. Đây là 400 g bột gạo ha. 100 g bột nếp. 50 g bột năng. 50 g bột năng. Và đây là 100 g đường cát nha cả nhà nha. 100 g đường cát ha. Rồi, bây giờ mình sẽ trộn tất cả các loại bột và đường của mình lên cho nó đều nha. Mình đã trộn đều tất cả các loại bột và đường của mình xong rồi ha. Mình sẽ chia bột này thành hai phần nha. Một phần thì mình để làm bánh lá mít ha, và một phần thì mình sẽ nhồi cái nước lá mơ vào để mà mình làm bánh tuốt đó cả nhà ha. Nhưng mình sẽ nhồi bột của bánh lá mít trước nha cả nhà. Thì bánh lá mít thì mình sẽ nhồi bột trắng, mình không để gì hết ha. Và đây là nước sôi nha. Do mình làm bánh này á, mình phải nhồi vào, mình phải nắn vào trong lá mít, cho nên mình phải sử dụng nước nóng để mà mình nhồi bột nha cả nhà. Không có thể nào mình nhồi bằng nước lạnh được nha. Và mình phải chế từ từ nha cả nhà. Khi nhồi nước nóng là phải chế từ từ nha. Sau vài phút thôi thì cả nhà đã thấy cái bột của mình ha, nó đã mịn rồi nè cả nhà ha. Như vậy là ok rồi nha. Bây giờ mình sẽ cho vào đây một muỗng canh, một muỗng canh dầu ăn nha cả nhà. Ở đây mình sử dụng dầu nành ha. Dầu ăn mình mục đích mình để vào trong bột đó cả nhà, để mà khi mình nắn vào trong cái lá mít đó, sau này khi mình bánh chín mình lấy ra thì nó sẽ dễ dàng hơn nha. Nhà thấy cái khối bột của mình rất là ngon chưa nè. Bây giờ mình sẽ để bột của mình nó nghỉ nha, mình để qua bên cho nó nghỉ nha cả nhà, để cho bột mình nó nở ra thêm nữa ha. Và bây giờ mình sẽ nhồi tới cái phần bột. Đây là cái phần nước của lá mơ nha cả nhà. Mình đã đem bắt lên bếp nấu cho nó sôi lên ha. Và mình cũng sẽ chế từ từ vào trong bột mình nha. Và cái nước lá mơ á, khi mà mình bắt lên bếp mình nấu xong á, thì nó mình nhìn thấy nó sẽ bị lợn cợn nha cả nhà. Là do cái tinh chất của lá mơ á, nó vón lại nha. Đây, mình có chừa lại một chút lá mơ xay mà mình không có nấu nè cả nhà, để cho cái màu xanh nó được, để cho cái màu sau này nó sẽ được đẹp hơn nha. Anh nhồi xong cái phần bột của lá mơ ha, thì chúng ta cũng lại cho khoảng một muỗng canh dầu ăn vào, tương tự như cái phần bột kia ha mọi người ha. Chúng ta phải nhồi hoàn toàn bằng nước sôi nha cả nhà nha. Đừng có nhồi nước lạnh nha, nhồi nước lạnh một hồi á, mình không có nắn vô được cái lá nha, mà bột của mình nó sẽ bị chảy nha cả nhà.
Thì cái lá mơ tươi lúc nãy mình xay xong mình chừa lại chỉ có một khoảng một muỗng canh thôi cả nhà, chứ mình không có chừa, dám chừa nhiều nữa nha. Rồi bây giờ cái khối bột của mình nó rất là mịn, rất là dẻo luôn rồi cả nhà. Đó. Như vậy thì mình nắn vào cái lá dừa của mình á thì nó mới không bị chảy nha cả nhà nha. Đó. Cả nhà phải thấy nó là nó phải được một cái khối bột dẻo như vậy nè ha. Cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ nắn bánh lá mít nha. Đây là hai cái khối bột của mình đây. Mình là bây giờ mình sẽ để cái lá mít trên tấm thớt ha. Mình nắn nó sẽ dễ hơn nha cả nhà nha. Rồi. Đây. Mình chỉ cần như thế này. Thay vì ngày xưa á, cách làm ngày xưa của mẹ mình là vậy nè. Mình sẽ cầm cái lá mít ở trên tay vậy nè ha. Và mình nắn ha. Thì tùy theo cả nhà thích ăn cái bánh của mình á, cái bột nó dày hay nó mỏng á, thì mình nắn theo ý thích của mình nha. Nhưng mà mình thấy á, theo mình á, thì cái bột á, mình nắn đừng có mỏng quá mà cũng đừng có dày quá cả nhà. Đó, đừng có mỏng quá cũng không ngon nha, mà dày quá cũng không ngon cả nhà ơi. Nếu mà nó dư thì mình cứ lấy nó ra ha. Bột của mình rất là dễ luôn nè, nó dư thì mình lấy ra. Nhưng mà bây giờ mình thấy khi mình đặt trên tấm thớt mình làm nó sẽ dễ hơn đó cả nhà. Ngày xưa thì mình toàn là mình cầm trên tay vậy nè, mình cầm cái lá mít trên tay thì mình làm gì không á cả nhà. Ngày xưa á, mình là rất là thích ăn cái bánh lá mít này nha, và mình cứ kêu mẹ mình làm cho mình ăn hoài à. Và mẹ mình làm bột xong thì mình sẽ nắn, mình rất là thích nắn luôn. Rồi sau khi mình nắn xong ha, mình sẽ lấy cái cuốn lá mít nè, đó, mình sẽ ghim vào cái phần ở dưới cái đuôi lá ha, mình ghim lại vậy ha cả nhà ha. Rồi thế là mình đã xong được một cái bánh lá mít rồi đây cả nhà ơi. Thì khi mình nắn bánh lá mít á, cả nhà nhớ mình nắn lên cái bề trái của cái lá mít nha cả nhà, đừng có nắn lên cái bề mặt của lá mít nha. Tại vì cái bề mặt của lá mít, cái thứ nhất là nó rất là trơn ha, nó rất là trơn luôn. Rồi cái bề trái á, thì nó có cái độ nhám nha. Rồi mình nắn cái độ cái bề trái á, cái thứ nhất cái khi mà cái bánh chín á, mình lấy cái miếng bột ra thì những cái đường gân của cái bánh lá mít này nè cả nhà, nó sẽ mình sẽ thấy ở trên cái bánh của mình ha, nhìn nó rất là dễ thương. Còn nếu mình nắn cái bề mặt á, thì nó trơn quá, nó sẽ bị tuột bột của mình nha. Và nó sẽ không có những cái lằn gân á, thì nhìn cái bánh của mình nó không có được đẹp nha cả nhà. Đó, cái bánh này quan trọng là mình cũng phải lấy được cái đường gân của cái lá mít. Bây giờ mình đã làm xong cái phần lá mít rồi ha. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu qua cái phần bánh lá dừa của mình nha, bánh tuốt nha. Bây giờ mình sẽ nắn qua cái phần bánh tuốt nha cả nhà. Bánh tuốt thì mình sẽ nắn vào cái miếng lá dừa của mình ha. Và mình cũng phải nắn bột với cái lượng vừa phải thôi nha cả nhà nha. Đừng có dày quá không ngon nha cả nhà nha. Đó, cách truyền thống của mình đây. Rồi, mình đã xong một cái rồi cả nhà. Mình đã làm xong rồi nè cả nhà. Đây là cái sửng bánh lá mít và bánh tuốt lá dừa của mình đây. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt lên bếp để mình hấp nha. Cái sửng nước của chúng ta đã sôi rồi ha. Mình sẽ để cái sửng bánh của mình lên để mình hấp nha cả nhà nha. Rồi, đẩy nắp lại nè. Bây giờ mình sẽ thắn nước cốt trong lúc mình chờ bánh của mình chín ha cả nhà. Thì mình sẽ thắn nước cốt nha. Lúc nào cũng phải nhớ chừa cặn lại nha cả nhà nha. Wow, khuấy đều, không được bỏ đi đâu nha. Sau khi quậy liên tục và cái nồi nước cốt nhì của chúng ta cũng đã sôi, một muỗng cà phê muối hạt nha. Và đây là đường. Mình sẽ cho vào đây 4 muỗng canh đường nha. Cho cái nước cốt của mình nó hơi ngọt ngọt một tí nha cả nhà. Tại cái bánh này của mình chỉ hoàn toàn là bột thôi, cho nên mình cũng nên làm cho cái mình thắng nước cốt cho nó hơi ngọt một chút xíu thì mình ăn cái bánh mới ngon nha. Và đây là cái chén nước cốt nhất của mình, và mình đã có pha vào đây 2 muỗng canh bột gạo. Rồi bây giờ mình sẽ từ từ chế cái chén nước cốt nhất này của mình vào nha. Mình pha chung 2 muỗng canh bột gạo này vào đây luôn cả nhà, để cho nó nhanh á.
Thì cái cách thắng nước cốt này á, là mình học từ ông bà và cha mẹ mình ngày xưa làm nha. Thì mình có hỏi nguyên nhân tại sao là mình phải thắng nước cốt nhất trước và nước cốt nhì trước và nước cốt nhất thì để vào sau. Thì ông thì bà nội mình hay bà ngoại hay má mình đều nói là như vậy thì nước cốt của mình sẽ không bị hôi dầu nha. Bởi vì cái nước cốt nhất á, là cái nước cốt đậm đặc, mà mình nấu trên bếp sôi lâu quá thì nó sẽ bị hôi dầu nha mọi người. Cho nên là nước cái nước cốt nhất mình phải để sao như thế này đó. Thì khi mình thắng xong thì đảm bảo cái nồi nước cốt của mình sẽ không bao giờ bị hôi dầu nha. Đó là một cái kiểu thắng nước cốt truyền thống của ông bà cha mẹ mình luôn đó cả nhà. Nồi nước cốt của mình sôi lên trở lại như vậy là được rồi nè cả nhà ha. Bây giờ cái sửng bánh của mình cũng đã ở trên bếp được 20 phút rồi ha cả nhà ha. Đây bây giờ bánh của mình nó chín rồi nè cả nhà ơi. Rồi mình sẽ đem bánh của mình xuống nha. Bây giờ mình sẽ lấy bánh ra nha. À, cả nhà thấy bánh của mình rất là dai không nè. Rất là dai và khi mình lấy ra khỏi cái lá thì cả nhà thấy không? Mình lấy hết ra khỏi cái lá mình luôn á. Cho nên trong lúc pha bột á, cả nhà nhớ để dầu ăn vào trong bột nha. Đây là bánh tuốt. Đây là bánh tuốt của mình. Giờ mình sẽ gỡ bánh lá mít ra nha cả nhà. Đây cả nhà thấy không? Mình sẽ rỡ cái mình sẽ gỡ cái bánh lá mít ra cho cả nhà xem. Ủa cái bột mình nó trong veo luôn cả nhà ơi. Mình sẽ gỡ ra ha. Đó, cả nhà thấy những cái gân bánh không cả nhà? Đó, những cái gân bánh ở trên bột này ha. Đó là lý do tại sao mà mình làm á. Mình làm bánh lá mít á là mình nắn ở trên cái bề trái nó là như vậy đó. Cả nhà ơi thì mình cũng đã chia sẻ với cả nhà các cách làm bánh lá mít và bánh tuốt theo kiểu truyền thống ngày xưa của ông bà cha mẹ mình rồi ha. Thì thực sự là cái món bánh này rất là ngon luôn cả nhà ơi. Nếu ai chưa từng ăn cái món bánh này thì cả nhà hôm nào hãy làm thử món bánh này ăn một lần thử xem. Tuy là nó rất là đơn giản, chỉ gồm bột và nước cốt dừa thôi, và mình thêm một chút mè rang và đậu phộng rang nữa, nhưng khi mình ăn vào thì cái món bánh này nó rất là đặc biệt, rất là ngon cả nhà. Bột thì mềm và dai, rồi nước cốt dừa thì béo nè, rồi khi mình ăn vào thì đậu phộng rang và mè rang thì rất là thơm nữa. Đây là một cái món bánh tuổi thơ của mình, rất là tuyệt vời luôn nha cả nhà. Thì cái món bánh này á, nếu ai đã từng ăn rồi thì sẽ biết là cái hương vị của nó như thế nào ha. Cái bánh tuốt á, mà khi mình sử dụng cái lá mơ á, thì ăn rất là thơm nha. Thôi đến đây mình cũng xin kết thúc video mình tại đây nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye, xin chào, hẹn gặp lại.